Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tới làm việc và kiểm tra Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex về tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí của tập đoàn từ năm 2013 đến nay. Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Vinatex cho biết, do thực hiện một cách nghiêm túc các quy định của luật phòng chống tham nhũng và tổ chức có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, nên từ năm 2013 đến nay, Vinatex chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng hoặc tham nhũng. Không có cán bộ nhân viên nào của tập đoàn vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng của Vinatex, ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, những năm qua thì tập đoàn đã thực hiện công tác phòng chống tham nhũng một cách nghiêm túc và đạt được hiệu quả tốt. Tập đoàn cũng đã cụ thể hóa được những quy định về phòng chống tham nhũng của Đảng phù hợp với điều kiện đặc thù của ngành dệt may, đồng thời đã triển khai nghiêm túc các giải pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng tham nhũng và tiêu cực.